Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về việc khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, du lịch Việt Nam đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Và ngoài các yếu tố về phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng, thì việc xây dựng văn hóa du lịch từ những điều nhỏ nhất như bảo đảm bản sắc, giữ vệ sinh chung, cùng lối ứng xử văn minh của người làm du lịch cũng được đặc biệt quan tâm. Tất cả góp phần đưa mức độ uy tín của du lịch Việt Nam được nâng lên trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Văn hóa ứng xử có vai trò đặc biệt trong phát triển du lịch, là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đến chất lượng sản phẩm du lịch. Nhận thức đúng tầm, vai trò của văn hóa sẽ được phát huy và trở thành nguồn lực to lớn cho phát triển du lịch, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Ban hành về cái bộ tiêu chí để ứng xử văn minh, thân thiện như là các tiêu chí không, thì tuy nhiên đối với từng doanh nghiệp cụ thể thì hoặc là chính quyền địa phương cụ thể vẫn có thể là chúng ta ban hành cái rất là cụ thể để mà làm sao mà nó dễ dàng để cho người dân nhận thức được và người ta biến thành hành động cụ thể. Thì chúng tôi cũng nghĩ là không bó cứng vào trong một cái tiêu chí chung mà tất cả mọi nơi phải thực hiện, mà cái chính là từ đó nó áp dụng cụ thể vào từng địa phương, từng doanh nghiệp một. Những năm gần đây, du lịch xanh trở thành một xu hướng đã và đang phát triển nhanh chóng ở nhiều nước trên thế giới, ngày càng thu hút sự quan tâm rộng rãi của khách du lịch. Đây là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, có giáo dục môi trường, đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Trong đó, xanh cả ở thái độ, hành vi gần gũi, dễ mến, chuyên nghiệp của những người làm du lịch. Chúng tôi cũng đã xây dựng một bộ quy tắc ứng xử dành cho khách trong nước cũng như là khách quốc tế. Nó là một trong những cái nguyên tắc bắt buộc trong cái quá trình mà chúng ta muốn tiếp tục phát triển và muốn tiếp tục có thể là tham gia mở rộng các cái thị trường khách quốc tế. Đặc biệt là đối với cái quy tắc ứng xử này thì chúng tôi bắt đầu từ đối tượng là hướng dẫn viên, lái xe, tức là tất cả những cái người mà có tham gia vào trong cái quá trình mà phát triển du lịch, sản phẩm du lịch. Hướng dẫn rồi kiểm tra, thanh tra rồi đôn đốc thực hiện. Tuy nhiên thì cái tính bền vững của nó phải tí từ tâm nội tại của mỗi một đối tác, đối tượng, đặc biệt là từ người dân cũng như du khách, doanh nghiệp và các cái cơ quan quản lý phải ý thức được điều đó, thực hiện những cái quy tắc ứng xử đã được ban hành, cũng như là luôn luôn có cái xem xét lại mình, tự đánh giá và phải đẩy mạnh cái công tác thanh tra kiểm tra. Du lịch đang trên con đường trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, nên việc ứng xử văn minh của những người làm du lịch, đặc biệt là người tiếp xúc trực tiếp với du khách, càng trở nên quan trọng. Làm du lịch với tinh thần trách nhiệm sẽ góp phần tạo nên hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, hiện đại và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.